Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, nếu đến bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, rất có thể bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng sắc trắng tinh khôi của hoa sơn tra. Bao quanh những mái nhà của bà con dân tộc Mông, hoa sơn tra với vẻ đẹp quyến rũ riêng của mình đã tạo ra một không gian tuyệt đẹp, dễ dàng làm say đắm lòng người. Cây sơn tra đã gắn bó với đồng bào dân tộc Mông ở bản Nậm Nghẹp từ nhiều đời nay. Nhận thấy tiềm năng của loại cây này, người dân nơi đây đã từng bước bảo vệ rồi nhân giống cây sơn tra để khai thác những lợi thế mà nó mang lại. Quả sơn tra hay còn được biết đến với cái tên táo mèo hay táo gai có nhiều giá trị với sức khỏe con người. Cái thời mà trồng cây sơn tra ấy, thì cách đây từng 15 năm rồi đấy. Trước là cái sơn tra là chưa biết dùng cái gì. Nhưng mà đảm nhận đã thỉnh nhiên cái kia là một cây quả mà ăn với là ngân rượu thì rất tốt cho sức khỏe. Thì là tôi mới nghĩ ra để tôi đi trồng khoảng 2-3 hát. Thì sau khi có quả thì mang cái quả đi bán. Đấy, thì nhưng phải nhân rộng ra cái mô hình kia để trồng. Tháng 3 này là cũng có hoa nở rất đẹp. Cái sơn tra này nở hoa lúc nào thì cũng có nhiều khách du lịch tham quan. Sau đến tháng 9 ấy, mùng 2 tháng 9 xong là bắt đầu bán quả sang thị trường. Đấy, thì bản thân tôi là có nguồn thu là chính là về cái sơn tra này. Không chỉ lấy quả, hiện mùa hoa sơn tra đang là thứ thu hút khách du lịch đến với xã Ngọc Chiến. Trong những năm gần đây, du khách đến với địa phương để được ngắm nhìn và chụp ảnh với hoa sơn tra ngày càng đông. Sinh trưởng trên vùng núi cao đầy khắc nghiệt, sơn tra vẫn mang vẻ đẹp thanh khiết tự nhiên và sự cuốn hút lạ thường. Hoa sơn tra nhìn kỹ có 5 cánh nhụy vàng, màu không trắng muốt như hoa lê, hoa mận mà hơi trắng ngà. Đây không chỉ là đặc sản của vùng cao Tây Bắc mà còn là một nét đẹp mùa xuân níu chân du khách phương xa. Nếu muốn có những bức hình đẹp nhất với hoa sơn tra, các bạn nên đến bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến vào thời gian cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. Do đường đi lại còn khó khăn nên để đi vào những vườn có nhiều hoa sơn tra nhất thì xe máy là lựa chọn tốt hơn cả. Nếu muốn vắng người, bạn nên đi vào ngày trong tuần. Tuy nhiên, điều này có thể khiến bạn bỏ lỡ một số lễ hội thường được người dân tổ chức vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Khi đến thăm các vườn hoa sơn tra, bạn không nên hái hoa hay bẻ cành vì người dân nơi đây đã mất nhiều công sức để duy trì và nhân giống loại cây này trong những năm gần đây. Nhân giống các loại cây sơn tra, giống cây sơn tra để cho bà con phát triển và vận động bà con để cách chăm sóc và cũng như cách để như thế nào để cho cây nó lớn nhanh để cho bà con có cái nguồn thu nhập rất là tốt. Và cái đây trở lại vài năm trở lại đây là bà con đã rất là ổn định và cái cây sơn tra đã giúp cho bà con nơi đây là có rất là nhiều nguồn thu nhập và cho chính gia đình và đã giúp cho bà con để thoát nghèo nơi đây. Và chính cây sơn tra mà đã đưa bản Nậm Nghẹp lên một tầng mới để cho những khách du khách trong nước và ngoài nước biết về bản Nậm Nghẹp rất là nhiều. Nếu hoa ban được coi như biểu tượng của sự thanh cao, chân thành và một tình yêu chung thủy, gắn bó của đồng bào dân tộc Thái, thì hoa sơn tra lại thể hiện cho sự dung dị, mộc mạc, biểu trưng cho sức sống bền bỉ, kiên cường của đồng bào dân tộc Mông. Hoa sơn tra còn được nhiều du khách yêu mến đặt tên là loài hoa của miền cổ tích. Hãy đến với mảnh đất Ngọc Chiến, huyện Mường La để cảm nhận vẻ đẹp cổ tích ngay ngoài đời thật.